Bữa nay là 25 tháng 7 2020 vào lúc 14 giờ chiều, Tân Nguyên TV của mình sẽ phát nha. Bữa nay mình gồm có phần 2 tập 2 của cũng là phần của Lone Man của mình đó, ngày 25 tháng 7 nha. Bữa nay mình không biết bao nhiêu cái nữa, tại vì bữa nay có ấm nha, đặc biệt bữa nay phần 2 của mình sẽ có ấm nha. Có ấm rất là đẹp luôn. Ấm bự có, ấm nhỏ có, nhưng mà ấm mới, ấm nói chung là dài vàng mang đẹp chứ không phải vàng mang lỗi nha. Hàng này là dòng mang đẹp của mình, là mình tiễn ra mà có thể là mình đấu là hàng đẹp nha, chứ mình không bán hàng lỗi. Có những cái lỗi chấm đi ti thôi, nhưng nó sẽ được rẻ hơn, có thể vài chục ngàn, 100 ngàn một cái so với cái nguyên bình thường, nhưng mà nó cũng không có rẻ hơn nhiều đâu nha. Tại vì lỗi, nhưng mà cái lỗi rất là ít, lỗi của mình là rất là ít, chứ không phải lỗi mà lỗi nhiều nha. Đa phần là đẹp nhiều. Mình sẽ bắt đầu vào cái từ số 1 vào lúc bữa nay là lúc ngày 25 tháng 7 vào lúc 14 giờ chiều nha. Bắt đầu vào cái từ số 1. Rồi bắt đầu cái từ số 1 nha. Số 1 nha. Mở hàng con bự con này có luôn lòng hấp nha. Đây, sẽ mở cao cái xương lên coi. Đợi tí nha. Tại vì có con lớn mình phải kéo chân lên mới được. Đây là con lớn nha. Đây, có lòng hấp luôn nha. Để mình mở ra. Lòng hấp của nó đây. Bằng nhôm nha. Ở trong mà mang rất đẹp nè. Đây là dòng màu nâu nha. Nâu nhạt qua sử dụng rồi. Không phải hàng một mớ 100% nha. Nhưng mà hàng đẹp nha. Không phải hàng lỗi lầm nha. Đây là tay chân ở đây. Đây là cũng qua sử dụng rồi, nhanh cân lên có dấu đốt nè. Hình con gà nha, hình con gì, con bồ câu với lộn. Này đúng nha, con này khá to. Khiến mãi thêm cái lòng hấp luôn. Ở trong có sẵn nha, chứ mình không có biết. Đâu rồi, cái này. Tất cả cái nồi men này đều dùng từ cái nha. Đặc biệt á, mình sẽ có yêu cầu nho nhỏ, đó là khi đặt hàng nồi men này, nếu mà khách cũ thì đi cốt cũng được, mà nếu chuyển khoản được ưu tiên bao ship. Còn ngược lại mà khách mới thì nếu mua lần đầu, mới mua lần đầu thì mình xin một yêu cầu, đó là nhỏ nhỏ thôi nha, đó là chuyển khoản mình sẽ bao ship cho nha, dù cho bao nhiêu cái, một cái hai cái gì cũng được, nửa cái cũng bao ship luôn, chứ cũng chuyển khoản luôn thì mình sẽ ưu tiên chuyển khoản và bao ship cho. Cái tem này, cái tem vậy bị lỗi để dán vô, nó bị lỗi đây chút xíu nè, em phải không? Cái giấy này giấy keo, không phải lỗi nha. Cái này giấy keo. À, tại vì bán nồi men này là chung chuyển tới lui không có được. Bắt buộc là mình sẽ quay, nói chung là những tiết nào cần thiết mình quay hết. Tức là anh chị em xem được kỹ trên video này rồi có thể đặt hàng cho mình nha. Nhưng mà khách mới là bắt buộc phải chuyển khoản. Nói chung là điện máy xanh cũng được. Số tài khoản mình sẽ cho trong cái lúc mà giao dịch nha. Như là lúc mà mua hàng luôn. Tại vì nồi men này là đi người mới mình cứ cũng ngại lắm, nó có vấn đề gì trung chuyển tới luôn mình cũng ngại lắm nha. Con này cá khá là to nha, nó sẽ vô là cái từ số 1 nha. Con này số 1, con này là to đẹp nha, con này là 750 nha. Đâu rồi, chiếu rồi. Con này 750 nha, 750 chưa bao phí ship nha. Nếu mà đi cốt còn đi chuyển khoản á là được bao ship nha. Đây là con này cá to. Con này tại nó màu đen. Nắp kiến nha, đường kính 24 phân. Cao nó là 14 phân nha. Màu nâu. 750 nha, nếu mà nó nắp kính hoàn thiện nó lên tới 900 nha. Nếu mà nắp kính của nó luôn thì 900. Còn nắp này thì nó rẻ hơn nha. Lý do sao có những cái cô chuyển khoản rồi, nó cho đi luôn, cho quẹ đi. Không cho tại luôn. Kiên tài ra bà Hiệp. Đây là một số 1, 750 nha. 24, 14 phân nha. Con này mà nắp nguyên bản đó là mắc lắm nha. Nó lên tới là chờ sáp tới 900 nha. Nhìn nắp kiến. Đây còn tiếp theo. Tiếp theo, mình lấy con bự tới con mini, đấy là mini nhỏ nhất luôn. Còn khoảng rồi đó em. Đi luôn đi. Đi rồi. Cái con số 2 tiếp theo nha. Con này cũng bự đẹp nha, mình sẽ quay nha, cái nào cần trực tiếp quay nha. Cái con này là nãy dính, nó dính keo nè, mình sợ nó khi người ta dán lên những cái lỗi đó, mình cố gắng mở ra. Đây, cái lỗi đây. Một cái lỗi đây, một miếng thẹo nhỏ nha. Đây là hình rất đẹp. Một miếng thẹo nha. Con này là chưa nắp là gần 1kg, nói chung là 1kg đó. Đường kính 26 phân nha, 26 phân. Cao khoảng 8-9 phân nha. Nắp thì khá là nặng nha, nắp nặng hơn cái nồi.
Cái nồi có 1 ký nắp 900. Cái con này là 650 nha. Là 600 chứ lộn, bị 600 nha, nguyên nhân 600 là bị lỗi một đốm đây nha. Chứ con này bự lắm nha. Con này là 650 đúng mà mình bán 600. Tiếp theo con này, con tiếp theo, con số 3. Con số 3 này là đẹp lắm nha. Con này là của Pháp nha. Để kiểm tra coi, mình ghét cái tem lắm, nó thiệt luôn. Cái này giống như chưa từng sử dụng nha. Lý do sao mình gỡ ra là không phải là gì chứ. Mình kiểm chứng luôn là cái hàng này là mình không bao giờ là mình đem về, mình chỉ mở bọc đó thôi. Cái này là cái tem thôi nha. Cái hàng này là giống như chưa sử dụng vậy đó, đúng không em? Còn tem đi luôn nè, hàng này chưa qua sử dụng nha, hàng này của Pháp nha. Hàng này của Pháp nha. Quá đẹp luôn, cái nồi đẹp quá. Ui, cái nồi đâu đẹp lộng lẫy, đẹp như là con bà bảy. Cái này rất đẹp nha, dày dặn nha. Con này đường kính 20 phân. Cao nó khoảng 11 phân nha, 11 phân. Con này là mất tiêu rồi. Có combo không? Có combo không? Gì chứ combo không mua nổi. À, mình chứ combo đi. Con nó 6-700 rồi đó. Đây là con giống nhau nha, một con sắp luôn nha. Con ý không có giống đâu bà Hiệp ơi. Không. Cái con này sắp ở chuồng, sắp này sắp bằng đồ. Thiệt. Cái này con thỏ mà. Con này là 650 nha. Con này đẹp cực phẩm luôn, không lỗi lầm nha. 650 nha, không lỗi lầm nha. 20, 10, 11 nha. 20, 11, hoàn chỉnh, hoàn thành luôn nha. Combo luôn. Ừ, con nó còn chưa nấu luôn. Cái con này chưa qua sử dụng luôn nha. Chưa qua sử dụng luôn nha. Tiếp theo. Ê, bà đẩy cái miếng kia lên cho tôi đi. Cắt ra đi, lỡ con kia rồi. Tiếp theo là số 4 nha. Số 4 này con nồi, con sóc thì tiếp theo nè. Con nãy là con thỏ. Không lỗi lầm nha, nặng đẹp, có qua sử dụng rồi nha. Con này nè, cái dấu hiện, dấu tích qua sử dụng này nha. Cái này mới đúng nè. Ừ vậy. Đúng rồi, cái này với này đang bộ nè. Mà hai con bự quá, đi chung làm cái gì? Đi, hai con có không biết. Hai con bự đi chung nha làm gì. Tiếp theo là cái con này nha. Con này thì có qua sử dụng rồi, dấu tích nè, có qua đốt này nha. Đây là nó nấu nhiệt độ á, ở bên nói chung là nước ngoài nó dùng cái lửa khè rất là lớn, nên thường thường những cái tay nồi á là nó bị giống như là bị cháy xém nha. Đa phần, nhưng mà nó không có đến nỗi cháy dụng xấu ra nha, nó chỉ bị thôi nè. Nói chung là nồi đẹp nha, không có lỗi lầm nha. Không lỗi lầm nha. Con này luôn nắp với 1 ký mấy. Con này là 700 nha. Số 4. Đường kính mình chưa đo nó chưa đo được chứ. 700 nha. Đường kính nó sẽ là 25 9 đến 10 phân nha. 25 9 đến 10 phân. Quá đẹp, đẹp cực phẩm. Bây giờ mình lên nồi lớn trước thì mình phải ăn cháo chấm. Tiếp theo nồi này là 2 ký 1, gần 2 ký 2 nè. Cái nồi cũng bự lắm nha, con này là cực phẩm luôn. Trời nó dày má ơi. Dòng này thường là của Pháp nè, này là cái thương hiệu đó nha. Con này thì chưa thấy dấu hiệu của đốt nha. Không một chút là một chút lỗi lầm luôn nha. Con này cực phẩm trời mây luôn. Dày lắm nha. Chưa nắp là 1 ký 4 nha. 25 phân. Cao 15-16 phân nha. Con này 900. Con này 900. Quên nó vẫn là người chuyển được. Con này 900 nha. Con nó bự cho bá luôn. Nãy đo chưa ta? Đo rồi phải không? 2 mấy phân. Tiếp theo con màu đỏ này nè. Ôi con này có nước nào đây? Akiya Yumiko. Đẹp quá. Momoga. Đẹp quá. Má ơi, đẹp quá. Đây. Con này nguyên bản luôn nha, không lỗi lầm nha. Bữa nay con này đẹp hơn qua mất ơi. Hôm qua hình như là biến con lỗi nhiều quá đúng không? Con rất nhiều một chút. 24 phân nha. Cao bản khoảng 7 phân nha. Con này nặng đẹp đó nha. Con này là gần 1 ký. Con này là 700 nha.
con này 700 nha. Con này quá đẹp rồi. Đẹp cực phẩm luôn. Đẹp mà không tì vết luôn nha. Cái con tiếp theo con này của hàng nước nào đây? Trời ơi, nồi dậy ghê ta. Cái này thương hiệu nó là hàng của Enter Top gì đó. Nói chung là Ina Top dữ nha. Đây là có qua sử dụng rồi nha, nhưng mà tay chân còn vẫn đẹp, không bị cháy xém nha. Đây là dấu tích để lên cái bàn cái gì thôi nha. Cái nồi này bên trong có những cái mờ dạt nhạt là do qua sử dụng người ta vệ sinh thôi nha, không bị bể tức nha, không bị bể men, nó chỉ bị chạy cái lớp men ít ít thôi. Con này 22 nha, lọt lòng nó là 11 phân. Con này chỉ cái mờ nhạt là 650 nha, số 7. Con này là hàng Nhật. Tôi thấy không sao mà viết rồi nha bà Hiệp. 650 nha, số 7 nha. Mình lấy con bự chứ đi. Trời, con này con gì nặng quá vậy trời. À, con này dày ghê luôn, đẹp cực phẩm luôn. Trời, cầm một tay không nổi luôn nha. Con này rất là dày nha. Nó đẹp má ơi, nó đẹp như chưa từng đẹp hơn ai hết. Đẹp là như chưa từng đẹp vậy đó. Nó sẽ là 24 phân. Cao 78 phân nha. Con này đẹp quá đẹp rồi. Đẹp khủng bố luôn. Con này là 800 nha, số 08 nguyên bản nha. Nói chung là có thương hiệu nào để mình đọc con nước nào đi. Con này là Max Siyuhi nha. Đây là hàng của Max Siyuhi nha, giống như là nồi cơm điện hay là cái đồ điện tử. Còn 800 nha, 8. Con này đẹp hơn còn cái mấy con trước hôm qua nữa. Tiếp theo con bự nè. Gió quá, gió rồi. Con số 9 nha. Trời ơi, con này của Enternot nữa nè, Enterton nữa nè. Thôi chuyển khoản rồi. Giờ kêu người ta nhắn tin chưa? Đi luôn đó. Kêu người ta kêu người tài là nhắn tin cho bả em, à, em con nhận được tiền rồi. Ờ. Đã nhắn tin nhà bả chưa? Mình bắt con điện rồi. Mà sao không nói nhận tiền luôn cho bả yên tâm. Cái này là cái con số 9 nha. Trời ơi, con này bự bẹp nè, con này bảo đảm là cái trường hợp của mình là kiếm được lô hàng này rất là hy hữu nha, rất đẹp luôn nha, quá đẹp rồi. Con này còn khủng long hơn nè. Con này là nguyên bản luôn nha. Đường kính con này đã sẽ là 24 phân, cao 12 phân nha. Con này là 900 nha, nguyên bản luôn nha. Số 9 nha, quá đẹp rồi. Đây một con tiếp theo, cái này là cái tem nha, chứ không phải là dán lõi nha. Tại vì mình cũng mở ra lắm, nhưng mà tem nó quá chắc rồi. Nào lõi thì mình nói lõi, dù cho nó nhỏ lớn mình cũng sẽ nói hết trơn nha. Đây, con này nước nào đây? Modern Thái Lan. Hàng này là Fushihogo, Modern Thái Lan. Quá đẹp luôn. Cái này là cái tem của nó nha. Tem của hàng của nó không phải là lõi nha. Không phải lõi. Cái đường kính con này là 27 phân nha. Cao 11 phân nha. Con này là 800 nha. Model Thái Lan nha. Mà hàng của hàng nội địa Nhật nha. Hàng này là Thái Lan xuất Nhật nha. Chứ không phải là hàng của Thái Lan mà Thái Lan xuất Nhật nha. Số 10 800. Bự chà bá cũng long luôn. Nó mà Modern in Japan thì nó rơi về 900-1 triệu. Và nó khá là to. Tiếp theo con này nè, nó có cái viền theo cái như là nó dơ theo cái viền này nè. Hoặc là nó xước theo miếng cái đường này nha. Có một miếng bên đây thôi, với ít triệu bên đây thôi nha. Mình nói rồi mình sẽ cố gắng quay những lỗi lầm nhỏ nhất của nó. Đây là cái dấu tay rồi, có bị từng đốt nhiều nè nha. Nói chung là qua sử dụng nha. Qua sử dụng nha. Mà con này dày đẹp lắm nha. Mấy con này thì dày đẹp lắm. Rồi gớt luôn, rồi ghế số mấy. Số 11 tiếp theo á. Đúng ba. Mấy con này là rất bự nha. Cũng không, nó bự bề ngang là 24 phân hơn. Cao nó có 5-6 phân nha. 5-6 phân.
nếu ai là mua hàng đầu tiên của cái kênh này của mình đó, thì đơn hàng bên mang này thì chuyển khoản bao ship nha. Còn những khách cũ thì có thể là đi cốt vẫn được, nếu mà khách cũ mà có yêu cầu chuyển khoản thì mình sẽ bao ship cho nha. Con này là 600 nha, số 11, dày lắm nha. Con này nặng hoàn thiện nó lên tới là 1,6 kg nha, dày lắm nha, đồ dày rất là dày. Tiếp theo một con này có dấu tích rồi nè, mình sẽ nói dấu tích nó. Đây là dấu tích nó nè, nó bị cái đoạn này nha, có bao nhiêu con nha. Đây nè, con này là bự lắm nha, quá trời đẹp. Con này quá đẹp luôn, đẹp như chưa từng được đẹp. To lắm nha, chị có bị cái dấu tích này nè. Đường kính con này lên tới 29 phân nha, này lỗ khổng lồ, nó sẽ là 9 phân nha. Cái nắp nguyên bản nó ra, nhưng mà nó bị dấu tích đó đó nha. Con này là 750. Số 12 nha, 750. Cái này là cái tem nha, không phải chạy chóc nha. Mình cởi cũng không ra nha. Nè, con này là rất dày đẹp nha. Ôi trời, con này như mới vậy bà Hiệp. Đít này đít trên. Nói chung tất cả dòng nội địa của Ena nào men đi dùng từ hết nha. Con này đẹp như khủng bố luôn, chứ khủng long gì. Rất đẹp nha, đẹp không có gì tì vết nha. Con này quá đẹp luôn. Mà nặng nữa nha, không nắp là 1,4 kg nha. Còn nắp là mình chưa biết, đường kính 24-25 phân, cao 11 phân nha. Con này quá đẹp rồi. Con này có màu vàng nha, 850 nha, 850 nha. Đây là IH luôn. Đây là cái tem đó nè, 200 won. Đây là cái tem của nó nha. Cái này thì đâu tem thì lúng trơn trời. Model Thái Lan đó nè, tem nghe, không biết có lủng lỗ không, mình mở cho thử coi. Không có tay lủng lỗ nữa nha, cái tem của nó nghe, tem mình lủng hết trơn nè, mình kiểm tra coi. Mình ghét dán lắm, dán mở hết, tem có xịn đó nè. Không có tì vết gì nha, mình cố gắng mình dán cái lúc bây giờ. Để coi nó có bị sự tích gì không. Nói chung cái hàng này chưa qua sử dụng nữa. Tại vì dán tem vô mình phải kiểm tra thôi, chứ chưa qua sử dụng nha. Đường kính của con này là khoảng 27 phân nha, cao khoảng 15 phân. Đây là hàng Thái Lan xuất Nhật nha, hàng Thái Lan xuất Nhật nha. Con này là 800 nha, 800 nha, 800. Đẹp quá ha, đẹp. Con khủng long này trước mặt này, ây da. Con này có tem này đẹp nè, có ba lỗ đó coi nè. Ai có mua, ai mới mua lần đầu tiên trên kênh của mình bên Nò Men này thì sẽ được anh chị em thông cảm là chuyển khoản cho mình bao ship cho nha. Tại vì hàng men này mà có đi về mệt cho mình lắm, tại mình là ít xịu à. Mà cái vốn đưa ra một cái nồi mắc lắm nha. Mình đấu cái lô này là hơi bị mất tiền lắm á, nhưng mà vì mình muốn là mình cũng thích bán đầy men, nhưng mà mình bán men đẹp mình mới thích, mang men lỗi mình thích men lẻ thì nó cũng không rẻ đâu. Men lõi cũng không rẻ tiền hơn bao nhiêu hết trơn, cái cũng mấy trăm ngàn chứ không phải men lõi là rẻ nha. Nhưng mà nó lõi nó nhiều hơn chút, như là nó sẽ có những trắng đồng, còn đây là không có lõi làm nha. Chỉ đôi khi một vết như là một gùi viên hoặc là những cái hẹo nhỏ nhỏ thôi nha. Con này khá là to, con này đẹp nha. Nó chỉ có cái tay nó qua dấu tích sử dụng nè, không có luôn nha. Đường kính nó sẽ là 24 phân, cây nó 14 phân nha, 24 cây 14. Con này là 900 khổng lồ nha, đẹp nha. Hôm qua mình bán có con bị lỗ mấy chục ngàn luôn, đừng nói mà lời. Tại mình thấy lỗi cái mình bớt. Bữa nay thì nó ít lỗi hơn ngày hôm qua à. Rồi rất dày đẹp nha. Trời ơi trời, con này như qua chưa qua sử dụng luôn trời. Đẹp lắm luôn nha, không lỗi lầm nha. Con nào lỗi mình nó lỗi, mình quay là quay 360 độ luôn á. Quay hết chơi những góc độ nào mình cần quay luôn nha.
Lệ Quyên đấy. Đứt tức Lệ Quyên đấy kìa. Cái đường này là sẽ là đường kính 26 đến 27 phân nha, cao 11 phân, 26 phân giáp nha. 26 phân lên. Con này là 850 nha. Chết rồi. Hết giờ nữa. 850 số 16 nha. 850 số 16. Tiếp theo nha, một cái bông hồng rất đẹp, con nó 900 mà tại nắp kiến á, gặp nắp kia là mắc lắm. Nắp kiến á là nó nặng hơn, nhưng mà nó lại nó không có hoàn mỹ bằng nắp này nè, nắp này mới là hoàn mỹ nè nha. Nào men thì đôi khi nó thiếu nắp, nó gắn nắp vô nhưng vẫn là nắp của dùng nào men, nhưng mà nó không cao cấp bằng cái dòng nắp nguyên bản đó nha. Nhiều khi nó cũng bằng nhau nhưng mà nắp kiến nắp men nó sẽ khác nhau nha giá. Cái con này nè có một nút ruồi ở đây nha, nút ruồi rất là bé luôn nha, bé xinh nha, quá đẹp rồi. Có cái bông 3D luôn nha, rồi luôn nháp luôn nè, bông hồng 3D luôn, nắp là ok, nó mà quanh nha, không có lỗi lành hết nha, nguyên bản luôn. Cái này nhỏ có vỏ đề mình nè, này nhỏ mà có vỏ đề mình luôn á, đường kính nó là khoảng 22 phân, cao 11 phân nha, 22 cao 11, con này 700 ngàn nha. Con này dày lắm nha, cân nặng nó gần 1,5 kg nha, cái nồi rất là dày dặn nha, dày đẹp lắm nha, 700 ngàn. Đây là không phải dòng nồi men lỗi nha, nếu mà lỗi thì giá nó cũng phải mấy trăm ngàn luôn, chứ nó cũng không rẻ hơn nhiêu đâu nha. Nhưng mà mình cũng ngại bán lắm, đôi khi thì mình nói lỗi trên video, nhưng mà khi mà mua về thì người ta không có chấp nhận điều đó, người ta sẽ đổi trả mình hoặc là có những lý do đó mình không giải thích được. Từ chỗ đó mình cứ ngại bán nên mình không lấy về, chứ không phải không có hàng nó mang lỗi nha. Mình đấu hàng này thì nó mất tiền thiệt, nhưng mà mình sẽ yên tâm hơn, nhưng mình sẽ có sự giao dịch và nói chung là thỏa thuận nhiều hơn. Nếu như mình sẽ yêu cầu là chuyển khoản, mình sẽ bao ship, lý do là mình không muốn cho nó quay đầu về hư hao hàng của mình nha. Nếu mà trường hợp mà chuyển khoản rồi mà có những cái lý do mà nói chung là vô lý đó, là anh chị em mình không có giải quyết được nha. Rồi là 700 ngàn nha. Trừ cái trường hợp là nếu trường hợp nó chuyển đi mà nó có mình bảo vệ bằng mút không, mà nó có hư cái gì đó mà ngoài muốn thì mình sẽ chịu trách nhiệm cho nha. Cái đó thì mình sẽ hoàn tiền lại hoặc là mình sẽ gửi phần tiếp theo. Cái nồi này màu đen nè, nó có qua sử dụng rồi, nó ở đây là cái những cái dấu hiệu á của đại xuống cái bàn nè, cái bàn cái gì đẹp lắm nha. Đây là những cái lấm chấm đi tiên, không phải lấm chấm mà là cái đường găng này nè, là do qua sử dụng rồi chùi nha. Nắp nó màu này đẹp đó. Cái nồi này có 600 nha, để mình đo cái mình rồi con nào đưa vô nó cũng hết nào chứ. 600 nha, mình đo cái thước con này, cái con này 600 nè. Đường kính con này nó sẽ là 25 phân, cao 9 đến 10 phân nha. Số 18 600. Tại vì con này á là nó ông tài tới hả? Có gì hai kìa. Thấy gì? Trai tới. Đây là nè, cái dòng này là qua sử dụng rồi nha, nó không có trắng tinh đâu mà nó có cái xước theo kiểu như mình dùng cái cước trắng á nha. Mình đã nói rồi cặn cảnh luôn. Nguyên nhân sao nó 600 nha, con này có thể lên tới 6-7-800 trở lên luôn á, nhưng mà ra nó vậy đó. Nắp màu đen nha, màu nâu nâu. Quá đẹp rồi, cái này hôm qua là bán nồi rẻ nhiều ha. Tiếp theo. Đây là nồi nè, nồi này đẹp lắm nha. Bữa nay còn có gọi là nồi siêu phẩm luôn nha, nồi đẹp siêu phẩm nha. Đây là có qua sử dụng rồi nha, nhưng mà còn rất đẹp. Những dấu tích qua sử dụng nhìn là biết liền mà không chế tay nha. Đây là ở trong này có qua sử dụng rồi nè, hay là có chùi chưa rửa sạch không biết nữa. Ở trong đây là có cái dấu tích chùi không ra hay là nấu cơm gì nó không biết nữa, nhưng phải nó chạy nữa nha. Cái con này dày muốn chết luôn. Đường kính 22 phân, cao 11 phân. Không có nắp thôi là 1 kg rồi đó nha, không nắp là 1 kg rồi nha. Cộng nắp lên là nó lên tới 1,4 kg nha. Con này là 650 nha. Nó qua sử dụng rồi nhưng mà nó vẫn còn, cái con này dày lắm nha. Con này khá là dày nha, số 19, 650. Con nữa nó 700 mà do nó ở trong á. Bên trong á mình thấy không biết dính cái gì nữa, nhưng mà nó không phải là bị ai mới chuyển 750 trời ơi.
quản lý 750 nha. 750. Thà mình bao ship và chuyển khoản cho mình lợi ích là một chút, nhưng mà mình sẽ yên tâm hơn. Tại hàng men này á, nó thật sự nó cũng khó khăn cho mình về nhiều thứ lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng bảo vệ nó có thể tốt nhất nha. Còn nếu mà chuyển tới diễn lưu nhiều thì tương lai thì nó sẽ mịt mù hơn, nên mình sẽ phòng ngừa cái chuyện đó. Có những trường hợp á, ngoại ý muốn rất là nhiều như là chuyển hoàn cho mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng á, mình sẽ 700 đó, 750 750 rồi nha. Cái con này đẹp lắm nha, cái con này là đẹp lắm nè. Nó là không có lỗi lầm luôn nha, y chang chưa từng sử dụng luôn, mới ken xà beng luôn nha. Đây là coi như là siêu phẩm luôn á, siêu phẩm của dòng nò men mà mình đã từng thấy qua, là nó đẹp nhất nha. Nó đứng thứ nhất luôn, từ đó giờ mình mới thấy luôn. Hồi đó giờ mình bán rất là nhiều dòng nò men, mình bán cũng không ít đâu, nhưng mà hàng mà nói mà siêu phẩm như hàng này á, thì mình mới thấy lần đầu. Hàng hả, men hả, cái gũi go nó rất là lớn. Khi mà khi mà từ bên Nhật về bên Cam đúng không, là nó cũng trải qua quá trình rất là dài, nó đi trên cái container đó, nó là cái tàu này đó. Khi mà về tới Campuchia rồi, Campuchia phải lăn lộn gì đó, bay ngược về bên Gò, bên Gò xong mới trung chuyển ngược về bên mình nha. Nên cái hoàn cảnh của nó đi đứng của nó cũng hơi là, nói chung là cũng hơi nhiều vất vả lắm. Mà tới phiên mình nữa chưa, tới phiên mình từ ở đó trở về nhà mình, xong rồi tới mình trở về nhà anh chị nữa, là một quá trình nói chung là du lịch luôn. Cái khổ sở tiếp theo là tập cuối 21 nha, 21 10 phân tập cuối rồi đó, nó vào tập cuối rồi đó. Con này đẹp lắm nha, con này nhỏ nhưng mà đẹp, 750 nha, dày dặn lắm nha, không lỗi lầm nha, như mới tanh như nồi canh luôn nha. Mấy nồi này trong siêu thị là giá tầm 1 triệu lên, mà hàng của Việt Nam hoặc Đài Loan này kia thì mình không biết, mà hàng mình là hàng nội địa Nhật nha, hàng của Pháp hoặc là Thái Lan, mua đen ở Thái Lan, Thái Lan xuất Nhật chứ không phải là Thái Lan của Thái Lan nha. Sau này mình thấy Thái Lan với Trung Quốc là xuất Nhật là nhiều, nhưng mà nồi này thì đa phần là không có Trung Quốc, chỉ là Thái Lan hoặc là Nhật luôn thôi, hoặc là Pháp nha, không có Trung Quốc, đặc biệt là không có Trung Quốc, mình ít có thấy lắm, mình thấy nhiều rồi, mình mua nhiều mình ít có thấy đó. Đây là cái nồi cực phẩm tiếp theo nè, màu cam nha, màu cam nha, màu cam của xe hút cát. Giờ nói cho vui thôi, màu cam ngày làm nó đẹp cực phẩm luôn nha. Đây, một siêu phẩm không đó, đẹp lắm. Đường kính sẽ là 21 phân nha, cao nó 14 phân nha. Con này là cực phẩm tiếp theo, 800 ngàn nha. Con này là đường kính hoàn chỉnh, là 1,7 kg nha. 800 ngàn, đẹp quá đẹp luôn, trời ơi, đẹp mê luôn. Hôm qua là chắc bán gì nhất. Hôm qua cũng được, mà không so với mai nó bằng. Con này đáy đi dùng từ, nhưng mà tất cả đi dùng từ hết nha. Tay chân đi cực phẩm hết nha. Đây là cái nồi đây. Con này là 21 phân, cao 10 phân nha. Con này đẹp lắm nha, con đẹp trời rộng lẫy luôn nha, 700 ngàn nha. Mình bán á, là có khi một cái nồi vô bậc triệu mà mình cứ giảm dần xuống, nó còn mấy trăm. Tiếp theo, trời ơi, con này mới đẹp. Con này Yushi Yuhi. Gì? Con này là Yushi Yuhi nha. Trời ơi, nó chóc cái màu trắng nha, tí xíu thôi nha, chứ không có bị bể ta tức chuyện nha. Đây là một cái vít tiếp theo nè, cái này là do trung chuyển về nè, chứ không có bị gì hết nha, rất là nhẹ nhàng trong cái lõi luôn nha. Con này là Yushi Yuhi nha, đẹp trai ghê luôn á, dày lắm nha, chưa có mắt á, là một gần 1,2 kg nha, chưa nắp là 1,2 kg nha. Đường kính 22 phân, cao 11 phân nha. Con này nó giống như tuyệt phẩm luôn chứ cực phẩm gì. Con này là 800 nha, 800 nha. Nói chung là siêu phẩm cực phẩm luôn, mình bảo vệ bằng mút không đó, mút trong mút ngoài luôn á, nhiều mút lắm. Con này thảm cảnh, mấy bà gói, mấy bà mới thảm cảnh, gói giấy trước đi, gói xong để yên không, hỏi cần gói mút kia cũng được, gói giấy tôi hết đi rồi tôi gói mút kia nữa kìa, thấy không, rồi tôi bỏ vô thùng luôn. Không chừng á là khoảng tầm 2 đến 3 cái nồi đó mà vô mình sẽ gói hoàn thành xong, mình vô một thùng mút nha. Cái điều đó là tốt nhất, có thể an toàn nhất cho nó.
Hôm qua mình không nói nhưng mà bữa nay mình sẽ nói, tại vì nói chung là mình cũng mình mua mình đem được dưới đây rồi mình cũng ngắm, trời ơi con đẹp ghê luôn á, đẹp quá. À, ba ơi ba trúng số rồi, ba chị đã trúng 5 cái gì 2 tỷ đi, quá trời luôn, quá rồi. Đây nè, gánh nổi 3D nha, gờ nó có nhám nha, chứ không phải là nó chìm nha. Quá đẹp, cái đẹp tem nha, không phải lỗi nha. Này vì khi á, mình cũng muốn lôi rồi. Quá trời con này đẹp rồi, nhưng mà nó bị một ý lỗi nè, mình nói cho nghe luôn. Tí. Nói chung là nó bị đậy nắp lâu ngày á, nó hơi bị sần trên nắp men thôi nha. Cực phẩm của cực phẩm 19 phân nha, 19 với 19 đến 10 phân. Ây da, con này nó ngộ quá nhỉ, con này đá lòng nó chùm xuống luôn, nắp nó chùm xuống luôn như nè, nó đẹp nhức đầu luôn, hay nhức đầu quá. Con này là 600 ngàn nha, tại nó nhỏ, con này có thể lên 700 ngàn được, lên 600 ngàn, đẹp lắm nha. Theo tên là thơm ai về rồi bạn? Bà Hồng á, biết bà Hồng đâu. Trời ơi con cam này cũng đẹp nè, cam mà hai màu cam luôn. Cái này là không phải lỗi nha, tem nha. Đó mà trúng 2 tỷ là bà hốt hết luôn nha. Quá giờ con này nặng này, con này chưa nắp là 1,4 nha. Dòng này nò men siêu phẩm nha. Nào đổi dòng nồi cho con nha. Chữ tư lúc này. Đường kính con này nó sẽ là 22 phân nha. 22 cao 13 phân nha, mình sẽ bảo vệ bằng mút nha. Con này là 700 nha. Con này 700. Nó mưa đi, nó ngưng. Chứ nó cứ hầm hầm mà nó không ngưng. Con này 700 nha. Con này đó là tao mới coi. Hết. Anh đẹp trai lớn nha. Rồi. Tiếp theo mình vô combo nha, vô combo số 26. Sẽ là một cái nồi, một cái quánh và một cái ấm nha. Mình sẽ lên combo nha. Trời giá cao lắm mình thấy ơi. Bến gì? Lên là chua chát lắm. Nhiều kìa, em đính thử bao nhiêu rồi. Lên tới triệu mấy rồi đó. Mình mua triệu mấy người ta mua. Trời ơi, ta muốn mua người ta. Rồi bây giờ là bán combo nha. Đường kính là 20 phân. Cao là xa 10 phân nha. Con thứ nhất mình lên combo luôn nha. Ê, để lên này. Không, lấy cái này xuống. Trời, lấy cái xuống. Tiếp theo là cái quánh nha. Con nào cũng nặng hết trơn á. Con này nó sẽ là 18 với 9 phân nha. Cảm nó rẻ tiền nữa đâu bà thủy. Đây là bộ thứ hai, nói chung là không lỗi lầm nha, chết quen quay cho người ta coi nó bà. Nãy cho nó coi nè. Không quá. Coi từ tiết một mới được. Nó mất tiền mà. Cái gì chứ cũng phải có giá. Trời, cái nào nó dày má ơi. Cái nồi con 600 ngàn. Cái đó là sao, xà từ hả? Cái nồi dùng từ á. Cái này tất cả đều dùng từ hết luôn. Dạ hả? Bà cầm dùng từ luôn đó. Cái bộ này nó rơi vô là 1 triệu. Mang lại dùng từ cho. 1 triệu. Bà đưa đây, bà đưa cái đít này đây. Đừng có đít tôi hả? Không phải cái này. Đưa đít đây. Cái con ấm này mua 100 ngàn. Tính ra ấm bán khó bán. Ấm này rất đẹp nha, chày lắm nha. Tổng cái bộ này là 1 triệu rưỡi nha. Trời ơi, thôi ngại lắm mà cài đi. Cái này là 1,5 triệu nguyên bộ nha. Đây là một cái ấm cắm này tầm 1 lít, một lít nha, 1 lít đúng không ba? Cái này tầm 1 lít thôi. Mấy cái nồi này đường kính đo nó hạ xuống đi, mình đo cái con này mà tầm 1 lít nha, đường kính mình đo luôn nha, tới 1,5 triệu nữa. Đo chưa đo, nãy mới có kiểm tra thôi. Đường kính con này không hấp dẫn mà con dưới đâu, con này nó có cái bánh là nó là đường kính 18 phân nha. Cao 9 phân, con này nãy là 20. Cao cũng 9 phân cái gì đó, 1,5 triệu bộ này nha. Số 26 1,5 triệu nha. Con này là đấu giá chuyển khoản nha, 1,5 triệu. Đấu giá chuyển khoản nè. Một bộ luôn nha. 1,5 triệu ai sưu tầm miếng bộ luôn đi. 1,5 triệu nha, 1,5 triệu nha. 1,5 triệu số 26 nha. Đấu giá tiếp theo, combo tiếp theo đi. Cái quánh cái nồi, quánh cái nồi đi. Làm giống. Có nè, lấy cái nồi nó ra đi cho nó vô cái đỏ nó. Chứ mấy bánh nữa. Bánh đỏ hết rồi. Thì là cái vòng bông đi. Như combo nha, nãy nhỏ nhỏ. Cái nồi ấm này đi, nồi đỏ hết. Cái nồi giữ ấm nó đi. Đi ra. Đó còn cái ấm nó đỏ nữa. Đây là cái quánh với cái ấm nha. Trời trời má ơi.
Hình như cái ấm màu kia nó hợp với cái này hơn nè. Ấm nó đúng hơn cả bà, ấm này đỏ chét kìa. Ý, ấm này giống hơn mà. Giống hơn. Ấm cái cam á, cái cam. Cái nồi này là cái tem nha, chứ không phải bị lỗi nha. Đây mình mở luôn nè. Này kêu nè, ấm kêu nè. Ấm này là cái này cái tem nha, không bị lỗi nha. Con này đẹp lắm nha. Thôi đó, đi combo đi cho nó rẻ. Người ta nè, nó. Ai da, cái này nè, đúng rồi. 18 phân nha. Cao 9 phân nếu mà muốn mua cái lớn. Ủa, cái cưng quá, vậy là thêm cắm luôn đi. Ủa, cái nồi này cưng quá, như chiếu chi luôn. Không, cái đó bị mớp xíu cho tao. Con này nhẹ hiền, cưng lắm nè. 16 phân nha. 7 phân. Cái nồi dưới là dày lắm nha, mà trên thì mỏng hơn. Đây là cái ấm nha, ấm này là ấm mập nha. Được cái ấm nó bự nha. Cái nồi, hai cái nồi thì nó bé, ấm nó bự. Kiểm tra từ bên trong nữa nha. Bên trong mình qua sử dụng rồi nè, không bị chày hay là bị mẻ men nha. Nó chỉ có ố thôi, chỉ mình nấu nước nhiều thôi, không có mà không có nước nha. Ta nó cái này bị cháy nè. Cái này chỗ này kêu bị cháy một tí xíu nha. Đây là cái dấu tay cháy bình thường, ta cũng không ảnh hưởng gì tới cái kêu, chứ ấm này kêu được nha. Cái này là đặc biệt có kêu đó, là thủy không giỡn đâu. Ấm này mới kêu. Nó sẽ là combo 3 món vậy nè nha. Còn 3 món nhỏ, 3 món kia. Cái này nhỏ hơn. Cái ấm này bự. Cái ấm này nó mất tiền lắm. Ấm này khoảng 600 ngàn nha. 600 ngàn, cái này 700 ngàn nữa. Là cặp này là 1,3 triệu. 1,3 triệu nha. Không, nó không bằng cái kia, nó nhỏ hơn kia. Mà ấm nó bự cái kia. 1,3 triệu nha. 1,3 triệu nha. Bộ đó 1,3 triệu. À, chơi đồ siêu phẩm tiếp theo. Ấm này em này có nồi nào không? Không nhiều hết, đã vàng rồi. Rồi vậy chị là cắt cái nồi cắm nha. Ấm với quánh. Rồi cái này chắc bắn đi, kiếm cái nồi đi. Cái nồi trắng bao lên. Cái là bông hồng. Cái này giống không? À chắc cây cho chắc cây. Rồi mình sẽ cho hai cái thôi, một cái quánh một cái nồi thôi nha. Tiếp theo là bộ thứ hai nha. Cái này hai cái nồi nhỏ, một cái nồi là nhỏ hai tay nha. Nói chung là không lỗi lầm nha. Đây là cái tem của nó nha, tem nha, chứ không phải bị lỗi mình dán lại nha. Cái đó là mình giải thích luôn. Đường kính con này á, cái nắp này cũng đẹp trai nè. Đường kính con này nói chung là nguyên bản luôn á. Hôm qua có con bán lỗ mấy chục ngàn nữa, tại vì về phim mình không có thực chất hết. Cái này nó sẽ là 17 phân nè. Cao là 9 phân nha. Đây là con thứ nhất. Thế sao còn con trắng như kem gì ta? Nó trắng ở đâu kệ đi. Con này cũng giống nhau, con này giống nè. Trắng nè. Không. Bây giờ lấy con này đi. Này nè, hồi đi con này đi, rồi con trắng như trắng đi tại cho nó giống nhau. Con này con kem nè, mà xanh xanh nó lá hồi đi chung với con đó đó. Con này nha, con này cũng được nè. Tại vì cái này là nấu mì bao ngon luôn, nấu cháo cho bé cũng bao ngon luôn. Đường kính con này là 28 phân, dùng từ được hết nha, 9 phân nha. Đẹp trai đó nha. Đây là cái con thứ nhất, cái con này hồi mình kiếm một kem đó vô. Đây là cái quánh nha. Nắp màu vàng. Nhưng này có cái cây nè. Nè cái trái này hôm nay nè đó, chứ bắp nè. Cái bắp nó đó là 17 phân nha, không lai nha, của nó đó nha, 9 phân nha. Cái cặp này là cái cặp số 28 nha. Cặp này sẽ là 700 nha. Mình bán cặp là rẻ, mình tách ra là mắc lắm nha, 700 nha. Cặp này là 700. Cặp là 700 nha, cặp là 700. Lấy con kem giờ rừng bầu đó, cặp này lớn hơn nè. Để bánh cao với thầy đi. Đây, tập combo tiếp theo nha. Thầy nó nhỏ nhỏ rồi mình. Đây số là combo số 29 nha. Combo số 29 nha. Trời ơi, cái nồi đẹp lắm. Cái nồi này giống của Pháp ghê luôn. Pháp chứ còn giống gì nữa. Không có lỗi lầm nha, nhỏ xíu nhưng mà không lỗi lầm nha. Đường kính con thứ nhất này á. Số 29 này đường kính là khoảng 18 phân nha. Cao 9 phân. Con này thì hai con này sẽ to hơn con mãi chứ. Trời ơi, đẹp quá. Đây mình mua đen in Thái Lan đó nè. Cặp này cũng đẹp luôn á, Thái Lan mà có hình tượng của Pháp gì đó. Cặp này nó sẽ là 16 nha, 16 9 phân. Cặp này là 750 nha. Cặp này 750 số 29 nha.
Cặp này là 750, nồi nó bự hơn nồi nãy. Thế từ qua. Chết luôn mà giết mà không ra chứ. Giết không ra luôn. 750 nha. Ừ, đúng rồi. 750 số 29 cặp đó nha. Tiếp theo cặp nào đây? Này con nào? Cái nồi ngoài con này. Ờ đúng rồi, cái nồi giống nhau nè. Cái này bự hơn nữa nha, quánh này bự lắm nè. Không nổi nằm nha. Được nè, động hết đi. Con là đường kính là 20 phân nha. Cao phẳng 10 phân nha. Con này bự lắm nha, con này bự lắm, quánh này bự lắm. Thì mình nói tên đó là Banatop gì đó. Tiếp theo. Cái cặp này thì cái nồi nó nhỏ nè, nhưng mà cái quách nó lớn nha, cái nồi này không lỗi lầm luôn nha. Đẹp trai, đây là cái tem nha. Cái tem lúc trước mình quay mình sơ ý. Ê! Mình không có nói, nhiều người tưởng mình dán tem lên là khỏa lắp cái lỗi, nhưng không phải nha. Nó sẽ là 16 phân rưỡi nha, cao khoảng 8 phân. Cặp này là 800 nha. 800 nha. Cặp số 30 là 800 là do cái lái quánh nó rất là lớn nha. 20 cao 11 luôn nha. Cặp 800 là rẻ rồi. Xanh với nào, xanh với nào. Ờ à, đây đây. Cái cặp này là đẹp lắm đây. Ây da, cưng quá, quá cưng luôn. Số 31 nha. Tiếp theo là số 31, cặp này 31 đẹp nè. Có hoa vàng xanh hết trơn nha. Thì kẹt đây rồi. Đường kính con này là 16 phân nha. Cao khoảng 8 phân nha. Con này đẹp lộng lẫy trời mây luôn. Đẹp chưa từng sử dụng. Mình mở cái tem mình ghét cái tem lắm. Có thiệt chứ mình luôn là mình ghét cái tem lắm. Nhiều khi ai biết đâu lỗi dán vô làm sao, đúng không? Nhưng mặc sự là không có ngay cái tem nè. Con này giống như chưa sử dụng nữa nha. Trời ơi, con này chưa sử dụng nữa mà để ơi. Con này còn mới luôn á. Mới tanh như một canh luôn á. Ừ, cũng là thành một canh được luôn á. Con nó mới nó chát luôn. Mình mở cái tem ra đẹp trai đến trời. Cái tem đến ba nè. Nè, mới cái tem tưởng là lỗi từ đó luôn nè. Đây là cũng đẹp nè. Cái này là nồi cặp á. Nồi quánh, nồi quánh, nồi quánh đi. Quánh mà nó không có đụng, nó không có trùng bông gì mà. Cại đi. Không, bán chung vô luôn. Đây luôn. Bán combo cho nó rẻ, mình tách ra mình bán giá nó mắc lắm. Con này đẹp lắm nha. Nè, cái này nè. Đều thử là thế cho bà bảnh kìa. Cái này là cái tem mà trời ơi bà háo rồi đã, bà dán ngược lại, sợ bị lỗi gì á. Cái con này á, là nhỏ xíu rồi nha. Bà sợ bị lỗi á, bà háo ra luôn á trời. 18 phân nha. Cao khoảng 8 phân nha. Trời ơi trời, cưng quá luôn á. Cặp này đẹp trai lắm luôn á. Con này là 16 phân, cao 8 phân nha. Cặp này là 750 rồi. Cái nồi này đẹp lắm, là mới tanh rồi nha. Neo luôn nè, mới luôn nè nha. Có chữ neo luôn nè, mới luôn nha. Thiệt là mới thiệt, 750 nha. Tính ngàn cái 300 mấy rồi đúng không? Nó có mắt là so với nồi nắp nó quẳng rẻ. Ây trời trời. 750 nha. 750 nha. Mình gắn combo thì nó rẻ, mình sợ mình vô lẻ thì nó sẽ mắc hơn. Bây giờ rồi. Hết là giống chưa? Đâu? À vô đó đi. Đó vô đó thì ờ cái đéo hoạch bông vậy. Bông giống mà qua giống luôn. Ờ cái bộ này nó qua mặt cái vậy. Sao đâu? Đừng. Mà đừng bắn bưởi gì vậy. Bắn mặt đời bị mất bưởi được rồi. Cái nồi này đẹp lắm nha. Đây là cái dấu xước nhẹ thôi nha, mịn màng tươi mát nha. Rồi con này bông hồng rất đẹp. Đây cái này là cái tem nha, mình kiểm tra coi tem hay lỗi thôi nha. Mình ghét cái tem lắm luôn đó nha. Đây là mình cũng vì người khách hàng mua của mình thôi, mình cũng kiểm tra thôi. Tôi bẻ đây táo đi bưu điện rớt rồi đi, rớt rồi đi, không rớt rồi đi, nó nặng lắm. Đây là tem nha, về mở coi, mình mở hết lòng rồi nó nghe rồi, không bị gì hết trơn nha. Cái con quánh này rất đẹp. Cái bán ở trên này cũng gỡ tem. Đường kính là con này là 20 phân. 90 phân nha, không phải đâu, cái nồi rất nặng nha, 1 kg hơn nha. Thêm cái nắp nữa rồi. Rồi cái nồi nhỏ tiếp theo nè, cái bộ này hơi bị đuối rồi. Cái bộ này hơi mất tiền rồi, là 17 phân nha. Cao 8 phân nha. Cái bộ này là 900 nha. Cái bộ lên tới 900 rồi. Nó đồng bộ nha, 900 nha. Bộ là 900. 900 nha, bộ này 900 nha. Bộ này cái nồi này công này cũng 6-700 rồi. Mà dưới bánh dưới. Nè. 900, bộ này 900 nha. Để combo tiếp theo phải có gì combo nữa không? 932.
Hai giống nhau quá ha. Đại như combo luôn. Chu cặp thì nó dễ. Cái con này thì không có được đẹp lắm nhưng mà cũng phải là xấu lắm nha. Đây. Con này mình làm tươi mát. Tiếp theo là số 33 nha, 33 nè. Cái nồi quánh này thì bên trong nó có giống như là mình sử dụng á, mình chà cước thôi nha, nó không ảnh hưởng gì nha. Vô siêu phẩm rồi nha. Cái này đẹp lắm nha. Cái này rất nặng nha. 800 g nha, cái quánh 800 g nha. Đường kính là 20 phân. Cao khoảng 89 phân nha. Này quánh Nhật nha. Nó Pháp. Luôn nắp là 1 kg dần 1 kg 2 nha. Cái nồi này combo vô đây, cái nồi này thì nhỏ nè. Cái này thì nó nhẹ hơn nhưng mà cũng đẹp lắm. Không lỗi lầm nha. Đường kính là 19 phân nha. Cao khoảng 10 phân nha. Cặp này là 750 nha. 750 đi, cặp này 750 đi. Cặp là 800 mình bán 750 luôn nha, cặp là 750 nè. Đây là bà. Nó cũng giống nhau nhiều nữa nhưng mà hết giống rồi. Bây giờ mình lên từ cái nhỏ nha. Đây là cái nhỏ. Đây có bông hồng nè. Đây là có ông có lỗi gì nha. Có qua sử dụng rồi nha. 750. Có qua sử dụng rồi nha. Cái nồi này là 350 nha. Đi không? Ổng đi là 350, nó sẽ đường kính là 18 phân nha. Cao khoảng 8 phân nha. 18 cao giá 350 nha. Cái này là 350 nha. Ồ, cái này đẹp quá. Cái này là bao đẹp luôn. Tiếp theo số 35 nha. Con nồi này rất đẹp nè. Nắp thì nắp nhôm nha, nhôm đó, nắp thì nhôm sắt gì đó. Cái này nắp sắt nha, nhôm nắp. Đây là có qua sử dụng rồi nha. Đây là mình chưa. Đường kính nó sẽ là 18 phân, cao khoảng 9 phân nha. Con này là 400 ngàn nha. 400 ngàn. Con này 450, nó 400 ngàn. Ây da, còn con nồi này bé xinh xinh đây. Bé ơi bé. Đây là 2 triệu nữa kìa. Đủ vốn rồi đó, bà A3, A3 nè. Minh Trí. Con này là rất đẹp dễ thương mình nha. Ở trong thì nó qua sử dụng rồi nha, nhưng mà còn đẹp không lỗi lầm nha. Nó chỉ bị hơi cũ cũ thôi. Nhìn nó hơi tí tí cũ cũ thôi nha. Nghe coi chị, chị Hà đó. Chị Hà. Chị Hà đó là biết rồi. Alo, cái gì? Đường kính là vào 16 phân đó. Alo, nên đường kính nó 9 phân tới 10 phân nha. Nghe bị quả luôn. Con này là 300 nha. Ngày ăn ra chị Hà ngày mai đi, cà Hà mai ngày nhiều lắm. Không biết sao vậy. Cái này tiếp theo nè. Con này đẹp, cũng nghe quánh nó xíu xưa mà không lỗi lầm nha. Bè xình 20, 15 phân nha. 15 phân, 78 phân nha. Con này 300. Quá nhỏ luôn rồi. Con này 250 thôi, quá bé rồi. Bé còn hơn bé xíu xíu nữa. Thấy không, 2 triệu 8 đó mà. Nè, mới chuyện 2 triệu 8 phải không? Ai gửi gì, em mua nhiều gì? Sao để Nguyễn Thị Thị Trang? À, tôi bắn cho tôi đó. Ủa sao bà bắn cho tôi vậy? Thì tôi bắn mình ngân hàng, là ngân hàng kia. Ai Nguyễn Thị Trang của ai? Của ai bà? Tôi mới bắn cho được bệnh đó. Tôi bắn cho tôi được à. Dạ, cái nào mà dày ghê ta ơi, cái nào này dày lắm nha. Nguyễn Thị Thị Trang mua 2,8 cho bánh 18 phân nha, 18 phân không lỗi lầm nha. 8 phân nha, con này bánh đẹp lắm nha. Cái này là 400. Mấy này á, từ nữa là bỏ túi luôn nè.
400 nha, số 38. Nó mới giày đẹp ghê kìa. Trời con này giờ mà nó giày vậy. Nhỏ xíu mà nó giày nè, model China. Trời ơi, mới nhắc tới cái China nè. Từ bữa giờ mình mới thấy chữ China luôn nè. Nói chung là hàng nàng xuất Nhật nha, chứ không phải hàng Trung Quốc nha. Cái quánh rất là dày nặng đẹp nha. Nói chung là kỹ hương lắm nè, hình con mèo nè. Tại vì nhiều quá mới lần đầu tiên thấy luôn á. Nhưng mà quánh hàng là hàng của nội địa Nhật. Đường kính là 15 phân, cao 10 phân nha. Con còn Amalentina luôn. Con này là 350 nha. 350 số 39 nha. Ê, chắc buồn nha, mua chắc không mua tới chảo gì. Thầy già tới ấm rồi bà Hiệp ơi, bà lo ấm rồi bà Hiệp ơi, đừng bị ấm. Đây là siêu phẩm ấm nha, ấm siêu phẩm nha. Trời ơi đẹp trai quá mấy thôi. Không biết ấm làm gì, nấu nước gì mà nó đẹp thế nè. Cái này là cái viền nó là cái đầu miệng nó hơi bị xấu chỗ này nè nha, nó sẽ bị giống như là chóc nước sơn cái này tí xíu nha. Nó sơn của men nha chứ không phải là sơn của mình nha. Bên trong là cực phẩm luôn nha, chỉ có cái dòng viền nó bị thôi nha. Ấm này 500. Con này là lít rưỡi 2 lít nha, con này cả 2 lít không? 2 lít. Con này cả 2 lít nha, nó chỉ bị cái viền thôi nha, còn xung quanh ok nằm qua lít nha nha. 500. Nó rồi, ấm quải lắm. Nó 40 bán ấm là quải lắm luôn, quải cho mình lắm luôn nè. Ấm là ghim mình lắm luôn nha, mình nó thiệt trình đó, mình sợ ấm lắm á. Đây là con bên trong nữa nè, bên trong là chống dính đẹp nha. Con này thì miệng nó cũng ấy ít à. Đây, chút xíu thôi nha, nó cũng có gì xung quanh là bị ba cái men chút xíu nha. Còn ấm là đẹp trai đó nha. Con này đẹp dữ lắm luôn, con này làm và con này cũng 2 lít nha, con này 550. Con này nhẹ con nãy một chút. Nè. Chuyển khoản bao ship nha. Những người mua mới chuyển khoản thành bao ship cho. Nó sẽ là bên trong nó cũng đẹp nè. Nói chung là đẹp trai lắm nha, cái này cũng đẹp. Không lỗi lầm trừ cái miệng nó bị nè, nó bị theo cái viền này thôi nha. Ấm là siêu phẩm luôn nha, đây một cái hình rất là đẹp luôn nè. Ấm này 550 luôn nha. Ai? 500 hả? Theo lửa 2 cái. 2 cái. Thì lấy đại chỗ nào không nít bự nhỏ. Lấy số rồi kìa. Thì lấy thêm số trọng đi. Trời nặng quá vậy. Cái này quá to luôn. Không thích lấy bự hay nhỏ, cái lấy được. Mấy con ấm là bảo vệ chua lắm nè. Cái con ấm này đẹp lắm nha, con ấm là bự cà bá luôn nha. Của ai vậy? Này của Bưu Điện. Con ấm này đẹp lắm nha. Con ấm này thì nó có một cái chốc men để tí xíu nha, trong cái góc này nha, không ảnh hưởng gì tới cái ấm mà đẹp trai. Bên kia cũng vậy, cục đó mấy hả. Bên nào cũng tốt, bên trong là rất đẹp nha. Kìa Trang, quánh. Kìa nội kìa, sau lưng bà Hiệp kìa. Quánh, nãy ông mua á. Quánh nè, chiếu à. Ấm này trừ cái phần này ra nha, là không có chuyện gì xảy ra, chứ miếng đây nè, miếng góc này. Con này là đóng tiền, tôi viết kìa. Đâu rồi? Bà mới chuyển tôi báo nữa. Bà chuyển tôi trai, bà chị tư. Ý cái giấy gì mắc hết trơn rồi tại. Giấy đâu? Giấy đâu? Cái số máy rồi. Cái số máy là gì nữa? Quan trọng là cái số máy đây hả bà? Mới 42 hả? Ta tới 50 lận. Rồi tờ giấy đâu? Biết rồi bà. Tôi lên đúng mất tiêu rồi. Lấy giấy mới gì đi. Số máy này. Đấy, 43 đó. 43 phải không? Nguyên người của người ta cầm đi đâu? 25 tháng 7 nha. Con này là 500 ngàn nha. Nó có thêm một cái tí lỗi đây chứ con này khoảng 550, 600 nha. Nó bự lắm nha. Con này tầm 2 lít, 2 lít, 2, 2 lít, 2 lít rưỡi nha. Bị gốc đó rồi đó. Tiếp theo là 44 nha. Trời ơi, con này đẹp trai quá vậy. Bên trong là không lỗi lầm nha. Đây là cái phần mà nó bị cái gầm miệng nó hơi bị ấy men xíu thôi nha. Còn tất cả đều ok nha. Đây rồi, bán ấm này mệt lắm. Nè đây nè, sẽ có cái phần dưới đây hơi chắc chút xíu. Cái này 450 nha. Bán ấm này có tiền lỗ luôn bởi không lấy ấm đâu. 450 nha. Ngày 25 tháng 7 nha. 450 nha.
Bán ấm là không mê đâu, bán ấm là mệt lắm, bán ấm không có giá trị gì đâu. Con này đẹp lắm nha, đây là cái gì dòng miệng nữa nè, đây. Con này đẹp lắm nha. Rất đẹp nha, không phải làm nha, con này tầm 2 lít hết rưỡi không bạn? 2 lít hả mày? Con này nó chỉ có phần này thôi nha, còn tất cả đẹp nha, con này là 600 nha. Con này là 600 nha. Dày lắm nha, con này dày dặn lắm nha. Con này số 600 có vô nha. Con này mới giữ nha, con này cũng 2 lít rưỡi nha. 2 lít rưỡi, 3 lít, 2 lít rưỡi nha. Con này cũng đẹp nha. Mình nói luôn những gì mình cần nói ra là cái dòng gì này cũng bị chóc nước xe men, xe sơn nha, men nha. Nhưng mà không bị lỗi làm cắn đâu hết nha. Con này đẹp lắm nha, dày nặng lắm nha. Con này 650 nha, 46. 650 nha. Đẹp thực phẩm luôn, đẹp mê hồn luôn á, chỉ bị cái phần miệng thôi, đa phần ấm đi hết. Con này cũng bị nhẹ nè. Con này rất đẹp này nha. Con này dòng như của Pháp vậy đó. Con này tầm 2 lít 2,5 nha. Con này là 550 nha. 47 à. 450 ý. 550 lộn. Con này 550 nha. 550 nha. Cái con này là 550 nha, ấm màu cam nha, ý màu xà màu hộp già nha. Màu lớn cam. Ờ lấy số 5 chậm đi, gọt thành số 5 đi, ghi số 5 chậm đi. Rút ngang rồi rút luôn đi rồi đóng luôn. Tiếp trời ơi, trời nó nặng má ơi. 900. Con bự khủng bố luôn á, cũng khủng long luôn á. Nó sẽ là cái ấm trời trời nó đẹp má ơi, nó chỉ bị một xước đây thôi nha. Quá ấm này như siêu phẩm vậy. Ấm này 650 nha. Ấm số 4 mấy rồi? 49 hả trời? 650 nha. 47 là 48 hả? Ừ, bá đồn không ấy rồi. Nè, 47 nè. Ờ, 48. Bà bánh đồn nha. Ừ, cái lắp nó kỹ vậy đó. Tràn ra ngoài vậy hả? 47 là 550, 550. 550 hả? 550. Con này là 48 nha, 48 650 nha. Con này tầm 2 lít 2,5 lít nha. Con này nặng lắm nha. Cân nặng nó lên tới 1,2 kg nha. Trời trời. Cắm gì đâu mà nặng. Trời bé bé xinh xinh cho em miếng bánh rồi. Con này rất dễ cân nha, Yumi kết Sugar dữ nha. Con này ở tay nó luôn kinh, chắc dặn ốc cho ông ta. Có chỗ dặn ốc không? Có này, cái núm dặn ốc nè bơi. Có đâu. Dặn ốc cho nó luôn kinh nè, nó hơi dữ nè. Thôi chút nè, cái này là chỗ má ốc cái nè. Có, nhưng mà nó hơi nhúc nhích nha. Mẹ, trời mẹ ơi mẹ. Trời trời, cưng nó vậy. Con này tầm lít 1 lít nha, lít 1 lít rưỡi nha. Con này trưng bày được nha. Con này là 400 nha. Giá 49 nha, 25, tháng 7, 400 nha. Trả lại chưa? Chưa làm xong với mà mở ra chưa, hai con kia nó mở nó chơi khách chưa, đừng mở ngồi đợi số. Cái này là ấm nè, cái này ấm kêu nha, nó có một cái đốm cháy đây nè, đó là nó xài lửa quá cao nha, nhiệt độ quá cao. Cắm này màu đỏ đẹp lắm nha, bên trong là ok nha, không bị chày xước hay cắn mớp gì nha, không bị mất thịt, nó chỉ bị cái đốm đốt ở đây thôi nha. Ấm này là 500 nha, ấm đám kêu nha. 50 phải không? 500. 500 nha. 500 con này 50 nha. Nè. Cuối cùng 51 kết thúc video của thầy á, mà con ấm men cam. Cam trời như trái dây, như trái đào với như cái gì. Đẹp quá, cám này dập cưng lắm nha, không có bị cái miệng luôn nè, ít lắm nha. Cưng quá cưng rồi. Con này 550 nha, tầm 1 lít rưỡi đến 2 lít nha. 51. Đây là số 51 cuối cùng của video buổi chiều của Tân Nguyên TV nha. Hàng rất là lúc 9 giờ sáng livestream của Trang Nguyễn TV và 14 giờ chiều của Tân Nguyên TV nha. Bye bye. Con này là 500 ngàn nha. Rồi mình sẽ hẹn video tiếp theo nha. Bye bye.